muốn chạy quảng cáo hiệu quả và ra đơn thì bạn không được phép chạy quảng cáo theo bản năng. Và để chạy quảng cáo hiệu quả ra đơn thì bạn sẽ cần phải có những content thu hút khách hàng, khiến cho khách hàng không thể cưỡng lại cái việc mua hàng từ bạn. Vậy làm thế nào để một người mới vừa mới học chạy quảng cáo, vừa mới tham gia vào thị trường, vừa mới bước chân nước chân ráo vào kinh doanh mà có thể chạy được quảng cáo một cách hiệu quả ngay lập tức? Thì các bạn thử áp dụng cách này của Tùng xem nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách để test bài content hiệu quả ngay lập tức mà mình vẫn thường hay áp dụng, kể cả bây giờ mình là người rất rất cũ rồi. Thì đầu tiên, các bạn có thể lên trên Facebook như này. Các bạn giúp mình tìm kiếm cái sản phẩm, dịch vụ mà các bạn đang kinh doanh. Mình lấy ví dụ đi. Áo thun nha. Mình thấy cái mặt hàng thời trang đi. Thời trang nó rất là phổ biến và hầu hết các bạn mới thì thường tham gia vào thị trường này. Thì mình sẽ làm một cái áo thun hoặc là giày thể thao đi. Giày thể thao. Đó, mình sẽ search cái từ khóa giày thể thao như thế này. Thì sau khi search cái từ khóa giày thể thao này, anh em sẽ nhìn thấy không? Cái chữ được tài trợ đây. Thì đây chính là một cái quảng cáo. Thì chúng ta sẽ đi tìm mẫu quảng cáo. Trên này có rất nhiều mẫu giày. Đấy. Thì anh em nhìn thấy không ạ? Mình sẽ bấm vào cái vài cái. Đôi giày này đẹp nha. Bán hơn 1 triệu này. Đôi giày này 1 triệu mốt thì chắc là nhập đôi này theo mình nhé. Với cái đế này nhập thì khoảng vài trăm, 200-300 gì đấy, họ bán 1,1 triệu, tha hồ bán luôn, tha hồ lãi luôn. Đó, thì đầu tiên ở đây, ví dụ đi, một chuyên gia, một ông chạy quảng cáo rất là nhiều, đó chính là giày thể thao Smartman. Thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta tìm ra những cái fanpage của đối thủ đang bán hàng trong ngành sản phẩm dịch vụ chúng ta. Chúng ta xem họ chạy quảng cáo như thế nào. Đây nhá, mình sẽ bấm vào phần giới thiệu và chúng ta sẽ đến, nhìn anh em nhìn nào. Cái trang này trang cũ, chúng ta xem kéo xuống dưới này. Đây là giao diện của trang cũ anh em nhé. Trang fanpage cũ thì chúng ta kéo xuống dưới này, nó sẽ có phần tính minh bạch của trang. Chúng ta bấm xem tất cả. Và chúng ta thấy không, nó đang hiện trang này đang chạy quảng cáo. Chúng ta đi đến thư viện quảng cáo. Và ở đây chúng ta sẽ xem rằng cái thằng này nó đang chạy cái gì. Thì thằng này đang chạy 4 bài quảng cáo với các mẫu giày như sau. Đấy. Em nhìn thấy không ạ? 4 bài quảng cáo với các mẫu giày như sau, chạy chiến dịch tin nhắn và chạy như này. Đó, được chưa nhỉ? Nó chụp ảnh như này. Thì ngay lập tức nếu như bạn bán giày da thì bạn chỉ cần đơn giản thôi, copy toàn bộ content của thằng này lại. Được chưa? Copy toàn bộ content thằng này. Mình lấy ví dụ đây. Mình sẽ mở một cái tài liệu marketing ở đây. Thì ở đây mình sẽ mở cho mình sẽ làm một cái mẫu nha. Đấy, content 1 đi. Được chưa? Các bạn chỉ cần copy toàn bộ ưu trang hết. Nó có 4 mẫu đúng không? Mình copy cả 4. Mình copy cả 4. Content 2. Các bạn lưu ý là đây mình copy ý tưởng của nó thôi, chứ mình không được phép là copy vào paste vào bài quảng cáo của mình. Nếu như các bạn copy vào paste bài quảng cáo của mình thì cái bài quảng cáo của các bạn ấy sẽ bị bóp tương tác và thậm chí là bị đánh vi phạm chính sách và bị khóa các bạn nhé. Đấy, bốn cái content rồi và cái cuối cùng content số 4. Đấy, bây giờ là mình làm sao mình có thể biết được là một trong bốn cái content này là nó hiệu quả được với mình đúng không? Thì mình sẽ làm gì? Lấy tất cả bốn, tạo ra bốn bài quảng cáo rồi hàng trăm feedback về đôi giày con ông cháu cha. Cái tiêu đề nó rất là gây sự tò mò. Cái tiêu đề này là một cái tiêu đề gây sự tò mò đúng nhỉ? Cái này thì nó không có tiêu đề, không hay lắm. Đi em này đến đám cưới thì sợ bị nhầm là chú rể không. Thì đây chính là cái lợi ích của sản phẩm, một cái tiêu đề cho thấy cái lợi ích của sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm luôn, là đi dùng để đi ăn đám cưới, đầu tư vài trăm đi bền vài năm. Đấy, em nhỉ? Có lợi về mặt tiền bạc, một cái tiêu đề cũng rất là hấp dẫn. Thì ở đây thì mình đánh giá cái đời số 2 này là không hấp dẫn thì mình tạm thời mình bỏ đi. Thì mình sẽ làm gì với cái như này? Thì ở đây các bạn sẽ cần phải sửa lại cho nó đúng với sản phẩm dịch vụ của mình. Thông thường chúng ta đi đánh cắp ý tưởng thì chúng ta chỉ lên lấy cho mình cái tiêu đề mà thôi, còn những cái phần bên dưới này không cần nhá, không cần thiết đâu. Đấy.
Và khi mà chạy quảng cáo cái trang Smart Man này này là một cái trang rất là lớn rồi, chạy rất là lâu rồi và chạy rất rất là nhiều tiền rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó có 15.000, 16.000. À hình như trang này trang mới nha bạn. Trang này trang mới nhá. Hình như trang cũ của nó bị đánh đai rồi, thì hình như trang này trang mới. Xem cái trang này từ bao giờ nào. À không, trang này cũng là trang khá là lâu rồi đây. 2018, không, 2018 chưa phải là lâu. Mình biết cái trang này nó có những cái trang từ rất rất là lâu rồi cơ, từ tầm 2013 cơ. Đấy. Thì ở đây anh em chú ý này. Thì chúng ta sẽ học cách mà họ đang chạy, hầu hết họ sẽ chạy một ảnh. Cái bài quảng cáo thì đây. Đấy, anh em sẽ copy cái mẫu này, cái mẫu quảng cáo này, bốn ảnh này, làm ảnh này. Đó, chúng ta sẽ copy nhá, copy từng cái mẫu này. Thì chúng ta sẽ copy như nào? Thì ok, mình sẽ cố gắng mình copy một này, mình sẽ làm mẫu nhá. Đây là mình không bán cái này cho nên là mình sẽ copy, còn các bạn lên tạo ra cái này, nó được là edit lại bởi các cái designer để thiết kế ra những cái mẫu này. Anh em mình dùng nhỉ, designer thiết kế ra cái mẫu này nhá. Thì ở đây các bạn sẽ làm gì? Các bạn sau khi các bạn copy những các mẫu đấy về và các content này rồi thì các bạn sẽ test bài quảng cáo theo công thức sau. Vào trình quản lý quảng cáo, công thức ở đây nó là 1, 1 và 3, hoặc 1, 1, 4, hoặc 1, 1, 5, hoặc 1, 1, 6, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6 là gì? 1, 1 ở đây là chiến dịch, một chiến dịch, một nhóm quảng cáo và 3 bài, 4 bài, 5 bài quảng cáo, được chưa? 3 bài thì chúng ta sẽ bấm tạo này, các bạn bấm tạo giúp mình. Các bạn chạy quảng cáo với mục đích để bán hàng và mặt hàng của bạn liên quan đến thời trang thì lời khuyên các bạn nên chọn là lượt tương tác và chạy chiến dịch tin nhắn giúp mình, được chưa? Ở đây chọn tin nhắn, ví dụ mình sẽ test cho các bạn nhé. Một nhóm quảng cáo thì cái tên nhóm quảng cáo ở đây này nó chính là cái tên đối tượng của các bạn nhé, tên đối tượng khách hàng mục tiêu mà các bạn muốn nhắm đến. Mình lấy ví dụ này, đối tượng đi cái đôi giày này này thì là nam. Mình ví dụ mình chạy sẽ chạy cho nam này. Đúng rồi, từ 20 mình sẽ chạy độ tuổi từ 22. Không, cái này mình sẽ làm hai, mình sẽ làm hai. À thôi được rồi, test bài trước các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn test bài trước thì sẽ lấy từ 20 cho đến 33. Được chưa? 20 cho đến 33. Ở phần lượt chuyển đổi các bạn chọn giúp mình là vị trí là ứng dụng tin nhắn. Rồi, các bạn sẽ chọn một trang fanpage, ở đây mình chọn bừa. Cái phần target, target các bạn tự target theo hành vi sở thích các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video cụ thể sau. Nhưng ở đây mình mong muốn nói là cái công thức test là 1, 3 và 3. Thôi 1, 3, 4 đi. Vừa mình tải được 4 cái hình thì nó là 1, 3, 4. Thì cái nhóm đây nó sẽ chính là cái bài 1. Đấy, bài 1. Thì ở đây mình sẽ tải một cái ảnh. Mình sẽ chọn là tạo quảng cáo, chọn tải lên phương tiện, mình sẽ chọn lên thêm ảnh nhá, thêm ảnh, tải ảnh lên, download. Đây ví dụ mình sẽ chọn cái ảnh đầu tiên là bài số 1. Sau mình không tải một phát ba ảnh kia lên một cái, tải đây bốn cái ảnh, tải lên nhá, tải bốn cái ảnh lên này. Thì mình sẽ chọn cái ảnh số 1 là cho bài 1, tiếp tục này. Đấy, thì anh em nhìn thấy không ạ, nó sẽ có những cái phần cắt như này thì em cứ chọn làm sao cho đẹp. Nếu như anh em có thể thiết kế được cái hình ảnh nó đẹp nhất, nó vừa với tất cả thiết kế này, vừa 9:16 đẹp này, vừa 1:91 này, cũng đẹp này, thì anh em thiết kế thế là phù nhân rồi chưa nhỉ? Cái con này thì thế này có vẻ đẹp hơn nhỉ? Không, gốc đẹp hơn, cái này cũng gốc đẹp hơn. Rồi chúng ta tiếp tục này, tối ưu này sao vậy? Theo khi các bạn chọn cái phần tối ưu đấy thì nó sẽ có thể cải thiện đến 3% chi phí quảng cáo trên mỗi kết quả cho các bạn, được chưa? Thì mẫu nó hiển thị như này. Đấy, sau đó chúng ta ấn xong này. Thêm một cái nữa nhỉ. Đây là mẫu 1 đúng không? Thì bài content, content thì vừa chúng ta copy được thì các bạn chỉ lấy ví dụ con ông cháu cha thì mình sẽ viết vào đây. Được chưa? Chúng ta chỉ lấy cái tiêu đề, nhưng mà các bạn cần phải hiểu này. Khi các bạn sử dụng các cái ký tự đặc biệt ở đây thì nó phải liên quan đến sản phẩm dịch vụ của bạn. Thì ví dụ ở đây là đôi giày thì chúng ta lên chọn một cái mẫu giày nam hoặc là một người đàn ông, mình sẽ tìm nhá, một đôi giày đi, hoặc là một người đàn ông lịch thiệp đẹp trai gì đấy. Rồi mình sẽ chọn một cái này,
Được chưa? Mình sẽ chọn cái này. Tiếp theo là phần content ở dưới này, các bạn sẽ viết tùy các bạn muốn viết cái gì cũng được. Tùy các bạn. Nhưng mà các bạn, lời khuyên là các bạn lên copy cái tiêu đề ở đây. À được chưa? Nên copy cái tiêu đề và các bạn chú ý giúp mình một điều này. Là cái incon không được phép để incon bừa bãi. Cái thứ hai là không được phép báo giá khuyến mại lớn hơn 80%. 80%, 70%, không, phải là không được phép báo giá khuyến mại lớn hơn 70% hoặc là miễn phí. À, mình chỉ miễn phí giao hàng thì được, chứ còn miễn phí đôi giày hoặc miễn phí quà tặng là có vấn đề. Được chưa? Tiếp tục này. Anh em nhìn thấy cái chữ chat trên Messenger này không? Thì cái chỗ này chúng ta có thể viết một cái là cái mẫu này. Sale sập sàn đi. Sale sập sàn. Chỉ với sale sập sàn giảm tới 35% chẳng hạn. Mình lấy ví dụ như thế. Không nên lấy là sale 50%, không nên lấy sale 70%, 80% hoặc là 90%. Như vậy là rất dễ bị đài tài khoản quảng cáo. Các bạn chú ý chỗ này giúp mình nhé. Đấy, thì chỉ có chúng ta tạo bài trực tiếp ở trên cái phần trình quản lý quảng cáo này thì chúng ta mới có được cái chữ sale sập sàn này thôi. Còn nếu như chúng ta đăng bài trên cái fanpage thì nó sẽ không có chữ sale sập sàn này đâu, mà nó chỉ có chữ là cái fanpage của ta thôi. Được chưa? Rồi, cấu trúc 114 nhá. Thì ở đây sau khi chúng ta tạo xong một cái bài như này thì các bạn sẽ cần phần quan tâm phần này nữa, đó chính là phần tạo mẫu tin nhắn. Thì ở đây các bạn sẽ bấm vào chỉnh sửa. Ví dụ các bạn tạo là tôi muốn đặt đôi, ví dụ đôi này là đôi G1 size từ 39 đi, mình sẽ từ 39 nha. Mình sẽ copy nó như vậy và chúng ta sẽ cho nó 40, đúng không ạ? Chúng ta biết ngay khách hàng của mình là đang muốn đặt size nào rồi, đúng không ạ? Khách hàng mà có nhu cầu thì họ xem tham khảo họ sẽ thấy luôn đây rồi. Nếu như các bạn có màu nữa thì càng đẹp tuyệt vời, đúng không nhỉ? Màu đen, màu trắng, màu gì đấy các bạn gõ hết vào đây. Nhưng mà cái này nó chỉ được 5 cái thôi nhé các bạn nhé. Cái câu trả lời tự động này nó chỉ được 5 phát thôi. Vậy nên là chúng ta sẽ cố gắng đẩy những cái mặt hàng của bạn lên 43 này. Nếu như các bạn có 44 thì bạn có 44 vào đây, được chưa nhỉ? Các bạn gõ G1, mẫu G1 và các bạn new vào hoàn tất. Ok, thì đây là chúng ta đã tạo xong một bài. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tạo tiếp bản sao. Thì một thì chúng ta sẽ tạo thêm 3 bản sao nữa. Thì cấu trúc ở đây sẽ là 114. Đây là cấu trúc test bài nhé. Cấu trúc test bài các bạn nhé. Thì chúng ta chỉ cần sửa thôi. Chỗ này chúng ta chọn bài 2. Chúng ta thay cái hình ở đây thành cái hình số 2. Được nhỉ? Hình số 2. Đấy. Vẫn tiếp tục nhé. Đấy, content chúng ta lại viết tiếp tục content, chúng ta copy content số 2 vào đây, hoặc là các bạn có thể để nguyên cái content số 1 ở đây để chúng ta test cái hình ảnh phù hợp với cái content này. Nếu như để test thì nó ra rất là nhiều các cái phiên bản khác nhau, các bạn có thể để test nguyên content như này được. Nhỉ, tiếp tục bài số 3. Đấy, chúng ta cứ làm như vậy là chúng ta có được cái test bài. Bài số 4 chúng ta làm tương tự, chúng ta sửa tên để làm gì, để chúng ta biết được rằng là cái bài nào là cái bài đang hiệu quả. Thì khi mà để test thì các bạn sẽ thay đổi các cái tiền tố khác nhau thôi, được chưa? Các bạn sẽ thay đổi, ví dụ ở đây các bạn sẽ giữ chung một cái content text và chúng ta thay đổi hình nhá. Content text và chúng ta thay đổi hình, mình lấy ví dụ như vậy để cho các bạn dễ làm, được chưa? Tiếp nha. Rồi, content text chúng ta thay đổi hình. Còn cái sau khi mà test được hình ok rồi thì chúng ta tiếp đến lại content, phải không nào? Chúng ta lại có thêm content đấy. Chúng ta có content, vừa lại chúng ta có được 3 content thì chúng ta lại thêm một chiến dịch nữa. Thế thì chúng ta tạo thêm một chiến dịch nữa và làm như vậy thì một content chúng ta tạo một cái này thì vừa lại 3 content chúng ta sẽ tạo thành 3 campaign. Được nhỉ? 3 chiến dịch, mỗi chiến dịch có một nhóm quảng cáo và mỗi trong quảng cáo chúng ta có 4 bài. Đó là cấu trúc test bài của chúng ta và test luôn content được. Được chưa nhỉ? Ok, thì đấy là cái cấu trúc mà chúng ta sẽ làm nhé. Ok anh em, thì đây là cách mà chúng ta sẽ test bài, được không nào? Đây là cách mà chúng ta sẽ test bài. Tuy nhiên là đây các bạn sẽ nhìn thấy cái mẫu tin nhắn ở đây nó đang sẽ là mẫu G1. Đấy, nếu như các sản phẩm chúng ta các cái mẫu khác nhau ấy thì các bạn mẫu bài 1 một mẫu, bài 2 một mẫu thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Thì các bạn bấm tạo mới, các bạn chỉnh sửa thì các bạn sẽ chọn là mẫu G2.
đúng không ạ? G2 sai bao nhiêu, G2 sai bao nhiêu như vừa rồi để tạo ra một cấu trúc như này. Đấy, một cấu trúc như này để làm gì? Để khách hàng có nhu cầu, họ thật sự có nhu cầu, họ xem một bài quảng cáo, họ bấm vào, họ có thể chọn lựa ngay cho các bạn là size. Nếu như có nhiều màu thì khi khách hàng, ví dụ khách hàng sẽ bấm là tôi đặt đôi G1 size 40, phải không nào? Thì lúc đấy các bạn sẽ hỏi, vâng, bên em còn size 40 anh chị ạ, anh chị thích màu đen hay màu trắng hay màu nâu? Đó, thì nếu như khách hàng thật sự quan tâm, đúng không này, khách hàng thật sự muốn mua thì họ sẽ nói là tôi muốn màu trắng chẳng hạn, giá bao nhiêu? Đó, anh em hiểu không nhỉ? Họ sẽ hỏi thêm câu hỏi giá bao nhiêu nữa, chắc chắn là họ sẽ hỏi giá rồi. Thì chúng ta đừng vội báo giá vội, mà chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta hỏi thêm là anh chị ở đâu. À, sau khi biết địa chỉ người ta thì bắt đầu mình mới tổng hợp lại. Ví dụ nha, là đôi màu trắng size 40 gửi về chỗ anh chị cả tiền ship là 350.000 miễn ship chẳng hạn, phải không nào? 350.000 miễn ship. À, anh chị đặt hàng hôm nay, bên em gửi hàng đi cho anh chị hôm nay thì ngày mai chị nhận luôn. Nếu như ok thì anh chị cho em xin số điện thoại của mình để chốt đơn. À, để bên em lên đơn hàng và gửi đi cho anh chị. Thế là sau kịch bản chốt đơn vô cùng đơn giản đối với một đôi giày và một bộ quần áo thời trang, nó chỉ được vậy thôi. À, đây là cách chốt đơn hiệu quả. À, đúng. Nhưng mà các bạn sẽ cần phải tạo ra một cái mẫu tin nhắn như này nhá, bởi vì nếu như là khách hàng mà bấm nhầm ấy là họ sẽ không trả lời các bạn câu thứ hai đâu. Còn khách hàng mà đã có nhu cầu họ bấm vào chắc chắn họ sẽ trả lời các bạn. Thì đây là cách test bài, mục tiêu của cái đoạn này là test ra cái bài nhá, test ra cái bài là test ra cái phần content text này phù hợp với cái hình ảnh nào. Đó, sau đó chúng ta sẽ mang nó đi để chạy quảng cáo. Thì cái keyword ở chỗ này là gì? Là chúng ta phải xem nhá, chúng ta phải xem đối thủ của chúng ta đang chạy quảng cáo như thế nào nhé, chứ không được phép là viết bài một cách cảm tính, viết bài theo suy nghĩ của mình, viết bài là à tôi có đôi giày tôi đang giảm giá 30%, 50%, đôi giày này tôi bán rẻ hơn thị trường 150.000, 250.000, thị trường nó đang bán 500.000 cơ. Không, các bạn không nên làm như vậy. Nếu như các bạn làm như vậy thì các bạn vẫn đang đang bước chân trên con đường là rơi vào thị trường chó mực cạnh tranh về giá. Đó, các bạn hình dung ạ. Cho nên điều ở đây là các bạn sẽ phải thật thật tìm ra cho mình ít nhất là 10 cái đối thủ mà đang chạy quảng cáo bán cái đôi giày, hoặc là bán cái quần áo, hoặc bán cái sản phẩm dịch vụ của bạn ở trên Facebook này. Và điều kiện nhá, nó phải có nhiều lượt share, nhiều lượt comment, nhiều lượt thích. Đó, thì chúng ta sẽ chọn cái bài như nào. Mình sẽ hướng dẫn thêm các anh em phần chọn bài nhá. Ví dụ mình sẽ chọn một bài quảng cáo ở đây. À, ví dụ như bài quảng cáo của máy tính Nguyễn Công này đi. Thì ông này 36 bình luận thì cũng bình thường nhỉ, bình thường, chọn bài khác. Đấy, nó phải nhiều like, nhiều share, nhiều comment cơ. Đấy. Đây, ví dụ như bài này này, 1.001 lượt like. Thì anh em đừng nhìn vào cái số 1.001 để vội, mà anh em nhìn cái số đầu tiên, đó là lượt chia sẻ. Nó phải thật thật nhiều lượt chia sẻ thì đấy là một bài quảng cáo hiệu quả. Đấy, đầu tiên. Tại sao lại thế? Bởi vì người ta chia sẻ là người ta lưu về tường để lưu lại cái thông tin đấy. Cái thứ hai là nhiều lượt like, cái thứ ba là nhiều bình luận. Và khi mình bấm vào bình luận, nó phải đọc được bình luận như này anh em nhá, chứ còn nó không hiển thị bất kỳ bình luận nào thì bài đấy cũng là một bài quảng cáo seeding bình luận thôi. Các bạn không nên sao chép ý tưởng đó. Thì đây cũng là một bài quảng cáo hay này. À, thể hiện đầy đủ giá, đúng không nhỉ? BC thì nó đơn giản, nó cấu hình. Thì người mua cây máy tính thì họ thường quan tâm đến cấu hình, sau đó đến giá. Ok anh em. Thì anh em hãy tìm cho mình 10 đối thủ đang bán cái sản phẩm dịch vụ của anh em ở trên Facebook này. Anh em copy, anh em sao chép lại cái phần quảng cáo của họ, được chưa ạ? Một là anh em sao chép trực tiếp ở trên cái lưu feed như này. Và cái thứ hai, anh em sau khi ở trên đây rồi, anh em sao chép bằng cách nào? Anh em bấm vào nút 3 chấm, anh em xem là tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo. Anh em sẽ xem được thêm target của họ nhá, target của họ. Đấy, target đi đây. À, thằng này là tương tự, đối tượng tương tự đang chạy lúc ở live. À, tiếp tục này. À, chạy đối tượng tương tự xem nào, xem lại nhìn lại có phải không? Tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo? À, hiển thị cho quảng cáo cho anh xem hoạt động của bạn. À, mình có tương tác với nội dung về đồ điện tử thì đấy, cái này gọi là thuật toán của Facebook. AI của Facebook nó rất thông minh, nó hiểu được chưa nhỉ? À, rồi sau khi mà học được target rồi nhá, học được cái mẫu, một cái mẫu rồi nhá, thì các bạn đừng vội bỏ qua, các bạn hãy bấm tiếp tục vào trong fanpage của nó. Thì anh em sẽ kéo xuống phần dưới này. Nếu như phần dưới này không có phần tính minh bạch thì anh em sẽ kéo lên phần trên. Anh em sẽ bấm vào phần giới thiệu và hầu hết bây giờ các fanpage là fanpage profile, và anh em sẽ bấm vào phần giới thiệu và anh em sẽ nhìn thấy tính minh bạch. Thì anh em bấm tiếp tục vào tính minh bạch giúp mình. Sau đó anh em sẽ bấm vào xem tất cả và
đi đến thư viện quảng cáo thì anh em sẽ nhìn thấy ngay cái fanpage đấy đang chạy bao nhiêu bài. Thì fanpage này đang chạy có một bài, thì thông thường một cái fanpage mà chạy một bài như này thì cũng không ăn thua lắm nhá, không ăn thua lắm anh em nhé. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ hướng dẫn tiếp theo. Nếu như anh em muốn học chuyên sâu hơn về quảng cáo, có thể bấm vào đường link khóa học ở dưới mô tả của video này, bấm xuống phần mô tả của video sẽ có một link khóa học từ căn bản đến chuyên sâu để hướng dẫn anh em tổng hợp từ A đến Z cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.